Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2374 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi phần thời sự xung quanh hội nghị APEC của phóng viên Thái Hòa. Sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ lần thứ 11 của nhóm cựu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong lịch vàng 365 ngày năm 2017. Đồng thời để vinh danh ông Trần Huỳnh Duy Thức, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Bảo Trân và Nguyên Khải. Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rời Đà Nẵng sớm hơn một giờ. Chiều ngày 11 tháng 11, Tổng thống Donald Trump không dự cuộc họp báo bế mạc APEC như dự tính. Rời Đà Nẵng sớm hơn một giờ so với lịch trình và đã từ chối nghi thức đưa tiễn tại Đà Nẵng. Ông và phái đoàn đã tới phi trường Nội Bài tại Hà Nội vào 5 giờ 40 chiều, 11 tháng 11, để chính thức viếng thăm Việt Nam trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 11, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tối 11 tháng 11, Tổng thống Donald Trump đã dự dạ tiệc do Chủ tịch nhà nước Trần Đại Quang khoản đãi. Sáng 12 tháng 11, lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Sau đó Tổng thống Mỹ hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện và tham dự cuộc họp báo chung. Tổng thống Trump cũng gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc trong ngày. Cộng sản Việt Nam đưa ra dự luật an ninh mạng. Hiện nay, dự luật an ninh mạng đã được đệ trình lên Quốc hội Cộng sản Việt Nam, sẽ được Quốc hội thảo luận trong kỳ họp cuối năm 2017. Dự luật này cầm chắc sẽ được thông qua trong kỳ họp vào giữa năm tới. Dự luật này hầu như giống hệt như luật an ninh mạng của Trung Cộng đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, cách đây gần nửa năm. Ngay sau khi đạo luật của Trung Cộng có hiệu lực, Quốc hội Cộng sản Việt Nam liền đưa ra luật này vào nghị trình của mình, và từ cuối tháng 3 năm nay, Bộ Công an cũng thành lập ban biên soạn dự án luật an ninh mạng. Điều 34 của dự luật này đòi hỏi các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông Internet tại Việt Nam phải có giấy phép hoạt động, phải đặt cơ quan đại diện và máy chủ quản lý dữ liệu ngay trên lãnh thổ của Việt Nam. Điều 48 đòi hỏi các thông tin cá nhân và các dữ liệu quan trọng về an ninh quốc gia phải được lưu trữ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Nếu muốn chuyển dữ liệu này ra nước ngoài thì phải theo quy định của các cơ quan nhà nước có liên quan. Những quy định này có thể buộc Google, Facebook và các dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, dịch vụ lưu trữ khác phải từ bỏ thị trường Việt Nam. Việt Nam chuẩn bị ứng phó bão số 13. Sáng thứ Sáu 10 tháng 11 vừa qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng dự báo cơn bão số 13 có tên quốc tế là Haikui, hiện đang ở Biển Đông, có triển vọng sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng trong vài ngày tới. Trung tâm này đã cảnh báo các tỉnh ven biển phải theo dõi để ứng phó kịp thời và cảnh báo các tỉnh miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định phải đề phòng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi và sụt lún ven sông. Cũng nên nhắc lại, chỉ cách đây một tuần, vào ngày 4 tháng 11, bão Damri, còn gọi là bão số 12, đã càn quét vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Chỉ trong 4 ngày, bão này đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích và chừng 200 người bị thương. Thiệt hại vật chất lên đến cả chục ngàn tỷ đồng. Quân đội Philippines giải cứu 4 thuyền viên còn lại của tàu Giang Hải. Theo thông cáo ngày 11 tháng 11 của lực lượng Hải quân Philippines, lực lượng này đã tấn công một căn cứ của Abu Sayyaf vào sáng ngày 10 tháng 11 và đã giải cứu được 4 thuyền viên còn lại của tàu Giang Hải bị lực lượng Abu Sayyaf bắt cóc vào tháng 2 năm 2017 tại biển Sulu, Philippines. Thuyền viên thứ tư là Nguyễn Hữu Trường được tìm thấy vào 7 giờ 45 sáng ngày 10 tháng 11 trong sào huyệt của bọn cướp, nhưng đã chết vì phải chịu đựng một căn bệnh kéo dài. 4 người này nằm trong số 17 thủy thủ của tàu Giang Hải bị cướp biển Abu Sayyaf tấn công ngày 25 tháng 2 khi tàu đang hành hải dọc bờ biển Pearl Bank ở đảo Sulu, Philippines.
Thưa quý thính giả, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, còn gọi là Hội nghị Thượng đỉnh APEC, đang diễn ra tại Đà Nẵng. Trước biến cố này, phóng viên Thái Hòa đã có cuộc tiếp xúc bàn tròn với hai blogger trong nước và một luật sư tại hải ngoại. Mời quý thính giả theo dõi. Thưa anh Lê Sơn, trước hội nghị APEC đang diễn ra, anh có cảm nghĩ như thế nào thưa anh? Là người dân Việt Nam, tôi có những cái nỗi vui, nỗi buồn. Là một người từng bị nhà cầm quyền Hà Nội bỏ tù, tôi thấy tất cả những gì đang diễn ra trên đất nước Việt Nam, tất cả những nhà lãnh đạo của APEC đến Việt Nam, họ đang nhắm tới một mục tiêu, đó là mậu dịch thương mại và an toàn của thế giới. Vấn đề cốt lõi của Việt Nam chính là những điều diễn ra ngay tại đất nước Việt Nam thì hầu như chỉ có một số cái chính khách, một vài chính phủ nhắc đến, đó chính là vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Thưa anh Lê Sơn, tại sao anh lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhân quyền trong hội nghị này? Thưa anh, rõ ràng một cái quốc gia không có nhân quyền thì sự phát triển nó không được bền vững. Thì ở Việt Nam không có nhân quyền, không tôn trọng quyền con người, mà con người là nền tảng của xã hội, là một trong bốn yếu tố để cấu thành một đất nước có phát triển hay là không phát triển. Mà nhà cầm quyền cộng sản lại không tôn trọng con người, không tôn trọng quyền con người, thì tự hỏi rằng đất nước đó có phát triển bền vững được hay không? Và đất nước đó có xứng đáng kết nối, giao lưu, hòa nhập với quốc tế hay không? Và thử hỏi rằng các cường quốc, các đất nước thuộc APEC có đủ sự khả tín vào đất nước Việt Nam không tôn trọng quyền con người để cùng hợp tác, cùng phát triển hay không? Đó là những điều tôi trăn trở trong kỳ APEC đang diễn ra tại Đà Nẵng này ạ. Còn anh JV Nguyễn Đức Vinh, anh nghĩ gì về hội nghị này thưa anh? Thưa anh, cái hội nghị APEC là một cái dịp để cho người dân Việt Nam được nhìn thấy rằng là có một dàn tổng thống, một dàn các lãnh đạo cao cấp của các nước đến Việt Nam. Cũng là một cái dịp mà để người dân Việt Nam vốn hiếu kỳ quan sát xem phong cách các nhà lãnh đạo các nước khác đến như thế nào. Cũng là một dịp để quan chức Việt Nam phô diễn những cái được với cái không được của mình. Cũng một cái dịp trước toàn dân thiên hạ, hội nghị quốc tế như vậy nó sẽ đem lại điều gì cho Việt Nam. Thưa luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng, khi theo dõi hội nghị APEC, có cảnh nào khiến anh đặc biệt quan tâm không thưa anh? Tôi thì tôi thấy ý đảng lòng dân nó cũng thể hiện qua cái việc là dân chúng Đà Nẵng người ta ào ra rồi người ta chỉ chờ đón ông tổng thống của Hoa Kỳ. Tôi thấy lòng dân là họ muốn hướng về Hoa Kỳ để có một cái sự trợ giúp nào đó trong tương lai cho Việt Nam để có thể loại được ảnh hưởng của Trung Quốc càng nhiều càng tốt. Thế nhưng ý đảng thì lại khác, ý đảng thì lại luôn luôn tìm cách đi dây giữa Hoa Kỳ và Trung Đông. Anh Lê Sơn đặc biệt quan tâm về vấn đề nhân quyền. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thắng, về vấn đề này anh thấy có cái gì đặc biệt không ạ? Thường người ta nghĩ rằng là cái chuyến đi này tổng thống của Hoa Kỳ có thể có những cái tốt cho cái những nhà đấu tranh nhân dân chủ trong nước đang bị cầm tù, chẳng hạn như là Bốc Dơ Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cái người mà người ta kỳ vọng nhất là bà Melania Thum sẽ đến để có thể có những can thiệp nào đó, đột biến nào đó cho một số nhà dân chủ. Nhưng mà rõ ràng là đã không xảy ra cái chuyện đó. Bà không đến, bà chỉ đến Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc, xong đó thì bà không đến Việt Nam. Tôi nghĩ đấy là một cái thái độ tẩy chay. Điều đó cho thấy rằng là Tổng thống Donald Trump vẫn chủ trương kinh tế là chính, còn cái vấn đề nhân quyền cũng coi chỉ là một vấn đề, không phải là điều kiện như là những sự mong đợi của 20.000 dân biểu của Hoa Kỳ đề nghị trước chuyến đi của ông ấy, cũng như là cái lòng mong mỏi của người dân đấu tranh cho dân chủ trong nước cũng như là hải ngoại, thưa với anh. Thế còn anh Nguyễn Hữu Vinh, anh có hy vọng gì là vấn đề nhân quyền tại Việt Nam sẽ được cải thiện hơn do cái hội nghị này không thưa anh? Thưa anh, điều mà người ta nhìn thấy rõ ràng nhất là trước hội nghị APEC này chưa bắt đầu thì những nhà đấu tranh dân chủ đã bị bắt bớ rất là nhiều, bắt bớ hàng loạt. Đồng thời cái ngày gần đây bị canh giữ gắt gao rồi bị khiêu khích và trấn áp rất nặng nề. Tôi nghĩ rằng là cái lẽ ra thì đây là một cơ hội để các nguyên thủ quốc gia chứng kiến được cái tình trạng nhân quyền Việt Nam. Nhưng thực ra thì điều đó ở cái hội nghị này không có nhiều thôi. Đấy là vấn đề nhân quyền. Còn vấn đề chính trị thì anh luật sư Thắng nghĩ sao? Sau APEC thì có gì thay đổi không anh? Còn cái vấn đề chính trị đó thì tôi nghĩ rằng là vấn đề DJ thì chắc lẽ sau cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump hay là cái hội nghị APEC thì tất cả nó cũng không thay đổi gì được cái quan hệ đó và Hà Nội vẫn phải đi theo chính sách DJ giữa Trung Đông và Hoa Kỳ. Như vậy thì theo anh, với chính sách DJ của Hà Nội thì sau hội nghị APEC, Cộng sản Việt Nam có thân thiện với Hoa Kỳ như là thân với Trung Cộng không? Cái bề ngoài thì tôi nghĩ rằng Hà Nội cố gắng để tỏ ra thân thiện tương đồng nhau, nhưng bên trong thì rõ ràng là Hà Nội đã bị ảnh hưởng rất nặng nề của Trung Cộng đối với vấn đề chính trị hay là vấn đề Biển Đông.
chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ là cái chỗ dựa để Việt Nam hạn chế bớt cái sự lấn át của Trung Cộng đối với Việt Nam. Nhưng mà rõ ràng là Hà Nội rất kẹt ở cái chỗ đó. Nếu ngả cho Hoa Kỳ một cách quá lớn thì có thể Trung Cộng nó sẽ tác động không tốt cho Hà Nội. Cho nên đấy là một cái vấn đề rất khó khăn mà tôi nghĩ rằng cái chuyến đi này của ông O'Toole cũng chỉ là trên nguyên tắc có thể có những sự thảo luận riêng về những vấn đề đó nhưng mà cũng chẳng đưa đến một cái kết quả gì rõ rệt cả. Thưa anh Nguyễn Hữu Vinh, trong hội nghị APEC này có sự kiện nào gây ấn tượng nhất cho anh không thưa anh? Thưa anh, có một cái điều trong cái bài phát biểu của Tổng thống Mỹ có một cái đoạn rất là hay, tức là Tổng thống Mỹ đã phát biểu rằng là bắt đầu từ hôm nay thì nước Mỹ sẽ cạnh tranh trên cơ sở công bằng bình đẳng, nước Mỹ sẽ không để bị lợi dụng, tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên trên hết, tôi cũng mong đợi các bạn trong khán phòng này đặt lợi ích của quốc gia bạn lên trên hết, đó là thông điệp tôi muốn truyền các bạn. Và điều thứ hai ông nói đến nữa là nước chủ nhà Việt Nam đã hiểu rõ điều này thì là 200 năm hay là 2000 năm rồi. Trong khoảng năm thứ 40 sau công nguyên, hai chị em người Việt Nam là hai bà Trưng đứng lên khởi nghĩa chống ngoại xâm, thức tỉnh tinh thần độc lập. Đó là lần đầu tiên lịch sử người dân Việt Nam đứng lên vì nền độc lập như niềm tự hào của mình. Với sức mạnh của mình, chúng ta hoàn toàn biết mình phải làm gì và làm gì cùng nhau. Chúng ta cũng đủ niềm tin sức mạnh để chúng ta cùng đi đến tầm cao mới. Hãy cùng nhau hướng đến tự do, thịnh vượng và tương lai rộng mở. Tôi cho rằng đây là một cái thông điệp rất là hay của Tổng thống Mỹ đã gửi đến Việt Nam, đến người dân Việt Nam, đến các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ đã nhắc những cái điều mà có lẽ các cái lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam không bao giờ nhớ đến. Đó là cái truyền thống chống ngoại xâm bắt đầu từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Và sau đó là cho đến bây giờ thì lịch sử người Việt Nam cuột cường như thế nào để mà trên tinh thần độc lập ra sao. Thì tôi nghĩ rằng điều đó ông gửi thông điệp đến chính cho lãnh đạo Việt Nam thì đúng hơn. Thưa anh Nguyễn Hữu Vinh, qua những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo anh thì người Việt chúng ta có thể rút ra bài học gì không ạ? Thưa anh, có rất nhiều người ở trong nước Việt Nam cũng như là ở nhiều nơi trên thế giới hy vọng rằng nước Mỹ sẽ làm thay cho họ những việc mà trách nhiệm họ phải làm. Điều đó tôi cho rằng đấy là ảo tưởng. Người ta cứ nghĩ rằng là mình cứ khoanh tay ngồi chờ thì rồi là nước Mỹ sẽ làm tất cả cho họ. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump đã nói rất rõ rằng là bắt đầu từ hôm nay thì nước Mỹ cạnh tranh cơ sở công bằng, không để bị lợi dụng và đặt lợi ích của Mỹ lên trên hết. Điều đó được khẳng định từ xưa đến nay. Nhiều người người ta cứ ảo tưởng về những cái vấn đề như vậy, cứ ngồi chờ để đây là Mỹ đánh nhau với tàu để giành lại Hoàng Sa, còn mình cứ ngồi yên mà đòi không được đến đời con đời cháu sau. Thì tôi cho rằng đời phát biểu của Tổng thống Donald Trump là hết sức là xúc tích và rõ ràng, thông điệp rất chính xác để những người nào còn ảo tưởng là cái trông chờ vào nước Mỹ hoặc người nào khác để làm thay cho cái phận sự của mình, cái trách nhiệm của mình thì phải tỉnh ngộ ra. Đấy là cái điều mà tôi rất tâm đắc trong bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thưa anh, chúng tôi xin chân thành cảm ơn blogger Paulus Lê Sơn, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh và luật sư thiện ý Nguyễn Văn Thắng. Thưa quý thính giả, trong hội nghị APEC, Cộng sản Việt Nam cũng như các quốc gia đến tham dự, mỗi nước đều có một thái độ, một cách hành xử cũng như những kỳ vọng vào hội nghị này. Để tìm hiểu về thái độ cũng như những kỳ vọng của Cộng sản Việt Nam, cũng như các quốc gia đến tham dự, cũng như kỳ vọng của người dân Việt Nam vào hội nghị APEC này, phóng viên Thái Hòa đã có cuộc tiếp xúc với anh Huỳnh Quốc Huy, một bạn trẻ thường có những livestream trên Facebook, để cùng bàn luận về hội nghị này. Xin mời anh Thái Hòa. Thái Hòa, Đài Đáp Lời Sông Núi. Xin thân chào anh Huỳnh Quốc Huy. Kính chào anh Thái Hòa, kính chào quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa anh Huỳnh Quốc Huy, hội nghị APEC sắp kết thúc tại Việt Nam. Anh nghĩ sao về sự thành công hay thất bại của hội nghị này thưa anh? Theo quan điểm cá nhân của tôi, Việt Nam, quốc gia độc tài cộng sản, là nước chủ nhà đăng cai hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ hai, là một trong những sự kiện có thể nói là lớn nhất về kinh tế cũng như chính trị của toàn cầu. Thì đó là một trong những cái sự kiện đáng chú ý nhất, không chỉ của Việt Nam, mà tôi nghĩ là của dư luận trên khắp thế giới nữa. Riêng bản thân tôi khi đánh giá về tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC chỉ trong 2 ngày vừa qua, chính thức thì hôm nay với sự hiện diện của phái đoàn Hoa Kỳ được quan tâm nhất tại APEC đã cho thấy một dấu hiệu về sự thành công không như mong đợi của nước chủ nhà Việt Nam. Mà có thể nói theo một cách khác đó là những dấu hiệu thất bại của kỳ thượng đỉnh APEC do nước chủ nhà Việt Nam đăng cai. Thưa anh, những dấu hiệu cho thấy sự thất bại đó là gì? Dấu hiệu của sự thất bại hoặc là thành công không như mong đợi của họ có thể thấy đầu tiên đó là sự tham gia của phái đoàn Hoa Kỳ. Như quý thính giả cũng biết, sự hiện diện của phái đoàn Hoa Kỳ ở sự kiện này cũng là một trong những cái thông tin mà Việt Nam rất là quan tâm và thế giới quan tâm. Riêng trong việc hiện diện của Hoa Kỳ lần này thì cũng có những cái rất là có lợi cho Cộng sản Việt Nam. Những cái lợi đó là gì và Cộng sản Việt Nam có kỳ vọng gì với sự tham dự hội nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump thưa anh? Quý thính giả cũng biết là người Cộng sản kỳ vọng rất là cao với phái đoàn Hoa Kỳ xuất hiện, đặc biệt là Tổng thống Mỹ.
Kỳ vọng thứ nhất của họ là tăng vị thế trên trường quốc tế để họ bù đắp và che đậy những cái thành tích rất là tệ hại về tự do, về nhân quyền trong vài năm gần đây. Kỳ vọng thứ hai là họ cứu vớt lại sự tín nhiệm trong mắt nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, trong bối cảnh những cuộc thối vốn, những cuộc rút lui, những sự cắt giảm đầu tư và thậm chí là những cuộc làn sóng tháo chạy của doanh nghiệp nước ngoài khỏi Việt Nam gần đây. Kỳ vọng thứ ba của Cộng sản Việt Nam về sự xuất hiện của phái đoàn Hoa Kỳ là họ tiếp tục lừa Mỹ dân quốc nội rằng một thể chế nhà nước độc tài đảng trị như Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục được nước Mỹ và quốc tế ủng hộ, được hỗ trợ ngoại giao, được thăm viếng chính thức v.v. Qua đó, Cộng sản Việt Nam sẽ hy vọng là dập tắt được những làn sóng chống độc tài, những khao khát tự do của dân quốc nội. Đó là những kỳ vọng rất lớn của họ đối với phái đoàn Hoa Kỳ trong chuyến thăm này. Họ kỳ vọng như vậy, nhưng trong thực tế những kỳ vọng ấy có được đáp ứng không, thưa anh Huỳnh Quốc Huy? Những toan tính này của Cộng sản Việt Nam trong lần thứ hai này có vẻ như họ không được như ý. Về phía phái đoàn Hoa Kỳ tham gia thì thông tin đáng chú ý nhất cho thấy sự thất bại của Việt Nam là Tổng thống Donald Trump, ổng tham dự nhưng phu nhân của Tổng thống thì lại từ chối tham dự một cách rất là thẳng thừng. Thì đây là một trong những sự cố ngoại giao mà theo tôi là nó là một thông điệp rất mạnh mẽ cho quốc tế thấy là bà phu nhân Tổng thống Trump không ủng hộ thể chế Cộng sản Việt Nam, một cái thể chế đàn áp nhân quyền mà bà là một trong những người đã từng tôn vinh những người đấu tranh cho nhân quyền. Trong đó có một blogger rất là nổi tiếng, đó là blogger Mẹ Nấm, được bà phu nhân Donald Trump tôn vinh đích danh, nhưng hiện giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại đang cầm tù chị ấy. Rồi ngay trước chuyến công du của ông Trump thì có 20 vị dân biểu của Quốc hội Mỹ, gồm cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, cùng ký một lá thư đề nghị ông Trump thực hiện những việc liên quan tới thành tích tệ hại của Cộng sản Việt Nam về tự do và nhân quyền. Thì đây là một trong những sự kiện mà tôi cho rất là thú vị. Lần đầu tiên các nghị sĩ, cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa, họ vốn là bất đồng với nhau rất là sâu sắc với cái nhiệm kỳ của ông Trump, nhưng mà trong vấn đề Việt Nam thì họ lại có sự đồng thuận rất là cao. Lá thư này họ cho rằng Washington sẵn sàng mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, nhưng mà với điều kiện Việt Nam phải đưa ra được những cái bằng chứng cho thấy họ thực sự tiến bộ về nhân quyền. Các vị dân biểu này họ nhắc lại là trong một thập niên vừa qua, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam họ phát triển rất là cao, đặc biệt là Washington đã giúp Hà Nội rất là nhiều việc, trong đó có những việc như bảo vệ an ninh lãnh hải trước cái sự bành trướng của Trung Quốc. Nước Mỹ đã cam kết và họ làm rất là tốt với cái vai trò là đối tác chiến lược của Việt Nam. Tuy nhiên, trong lúc Hoa Kỳ thể hiện rõ thiện chí như vậy thì Việt Nam lại gia tăng mức độ đàn áp có hệ thống đối với những nhà đấu tranh cho nhân quyền, đối với các blogger, những nhà đấu tranh cho tự do và các lãnh đạo tôn giáo. Thì các dân biểu của Hoa Kỳ nhấn mạnh những quyền căn bản của con người, kể cả quyền tự do tín ngưỡng, quyền phát biểu, quyền báo chí, quyền tự do hội họp đang bị đàn áp thực sự nghiêm trọng tại Việt Nam. Chính vì vậy thì cái lá thư này các vị dân biểu nhấn mạnh người dân Việt Nam không được hưởng tự do và những ai đứng lên tranh đấu cho quyền làm người và dân chủ đều đang bị đàn áp rất là khốc liệt. 20 dân biểu của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ đã đề nghị với Tổng thống Donald Trump như vậy. Thì ông Trump có hành động nào đáp ứng những đề nghị ấy không thưa anh? Chúng ta có thể thấy là ngay sau khi đến Đà Nẵng thì buổi chiều cùng ngày ông Trump đã có một cái bài phát biểu rất là thú vị trước một diễn đàn gồm những nhà điều hành doanh nghiệp của APEC. Thì bằng một cách nào đó, theo tôi, ông Trump trong bài phát biểu này, ông đã cố tình phơi bày cho tất cả mọi người, đặc biệt là người Việt Nam thấy một thực tế rất là phũ phàng cho cả Cộng sản Việt Nam và người dân Việt Nam. Thực tế phũ phàng này không nằm ngoài cái dự đoán của rất là nhiều người am hiểu bối cảnh chính trị và diễn biến của chính trường Mỹ trong cái nhiệm kỳ mới do đảng Cộng hòa cánh hữu của ông Trump nắm quyền. Đó là việc ông Trump trong bài phát biểu, ông công khai nhắc nhở và ca ngợi cái chiến công chống giặc Trung Quốc xâm lược, chống sự đồng hóa của Trung Quốc do tổ tiên dân tộc Việt đã làm được. Cụ thể là ông nhắc đến chiến công của Hai Bà Trưng và phong trào đấu tranh cho tự do đầu tiên của dân tộc Việt. Nói một cách nào đó, nó như là một cái cách khơi gợi hoặc nó thách thức, hay nói một cách khác, nó mỉa mai thế hệ trẻ của dân tộc Việt hiện nay là các vị hãy học tập và noi gương chính tổ tiên của mình để cứu mình khỏi giặc Trung Quốc, chứ không có cần phải làm cái gì cao siêu hay là kỳ vọng vào sự giúp đỡ của một thế lực nào đó xa xôi để cứu mình. Xin chân thành cảm ơn anh Huỳnh Quốc Huy đã cho quý thính giả của đài biết cảm nghĩ của anh về hội nghị APEC. Xin chân thành cảm ơn anh Thái Hòa và cũng xin cảm ơn quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi đã quan tâm lắng nghe. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 8:30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có
có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đóng góp tài chánh được giảm trừ thuế lợi tức. Quý vị ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882, San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt.com. Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín do ông Đặng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện. Thưa quý thính giả, trong thời gian qua, chúng tôi nhận được khá nhiều thư của thính giả thảo luận về vấn đề chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân việc ông tham dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng. Vấn đề mà số đông quý thính giả quan tâm là chuyện viếng thăm này của người lãnh đạo nước Mỹ có đem lại lợi ích gì cho Việt Nam không, đặc biệt là vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Biển Đông của Việt Nam. Về vấn đề này thì chúng tôi nhận được thư của ông Nguyễn Xuân Việt ở Sài Gòn. Ông nêu lên câu hỏi chúng tôi xin trích như sau. Để ra ngoài tất cả những lời lẽ hoa Mỹ có tính cách ngoại giao trong bài diễn văn của ông Trump đọc tại Đà Nẵng, tôi không thấy có điểm gì quan trọng thật sự có lợi ích cho Việt Nam. Chẳng hạn ông hoàn toàn không nói gì một cách cụ thể về việc ngăn chặn Trung Cộng bành trướng ở Biển Đông. Cũng tương tự như vậy thì chúng tôi cũng nhận được thư của ông Nguyễn Súy ở Hội An. Ông cũng nêu lên một nhận xét. Tôi xin trích, tôi có cảm tưởng là Tổng thống Mỹ đã bị ông Tập Cận Bình mê hoặc trong cuộc tiếp đón rất hoành tráng ở Bắc Kinh trước khi đến Việt Nam, nên ông đã không đề cập gì đến vấn đề Biển Đông trong phần phát biểu của ông tại Đà Nẵng. Thưa ông Việt và ông Súy, trước hết chúng tôi xin chia sẻ nỗi quan tâm của quý ông cũng như nhiều thính giả khác về sự kiện Biển Đông đã không thấy được nêu ra trong cái bài diễn văn của Tổng thống Trump đọc tại Đà Nẵng hôm thứ Sáu vừa qua. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng APEC là hội nghị có mục đích bàn về vấn đề kinh tế, cho nên ông Trump chú trọng vào các vấn đề thương mại, kinh tế là chủ đề chính yếu. Chúng tôi tin rằng vì quyền lợi lâu dài của chính phủ Mỹ, nhà cầm quyền Hoa Kỳ, dù là ông Trump hay bất cứ tổng thống nào khác đều chủ trương ngăn chặn chống đối hành động xâm chiếm Biển Đông của Trung Cộng. Và đặc biệt, Tổng thống Trump cũng đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ tuần tra ở Biển Đông liên tiếp một năm mà không cần phải xin phép mỗi lần như thời Tổng thống Obama. Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump, sự vắng mặt của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania cũng đã được một số thính giả lưu ý. Trong ấy có thư của cô Lê Thị Thắm ở Đà Nẵng, cô viết như sau, tôi xin trích. Thật là tiếc vì như vậy là tôi mất cơ hội để được thấy tận mắt một phụ nữ vừa đẹp lại vừa có danh vọng tột cùng thế giới. Tôi không hiểu vì lý do gì bà Trump lại không thắp tùng chồng trong chuyến đi Việt Nam này. Đồng thời thì chúng tôi cũng nhận được thư của bà Hồng Hoa ở Nha Trang, bà nêu ra một vấn đề khác về sự vắng mặt của bà Trump. Tôi xin trích. Rất tiếc là việc phu nhân Tổng thống Trump can thiệp trực tiếp với nhà cầm quyền Việt Nam để thả blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã không thể xảy ra nữa. Không rõ vì lý do gì bà Melania Trump lại không tham dự chuyến đi này. Phải chăng bà biết trước sự can thiệp của bà không hiệu quả nên đã tránh mặt? Thưa cô Thắm và thưa bà Hồng Hoa, việc bà Melania Trump không thắp tùng chồng qua thăm Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng sự vắng mặt của bà, mặc dù bà không liên hệ nhiều đến chính trị, nhưng cũng có sự tính toán cân nhắc trong cái quyết định này. Nhất là trước hàng loạt những thỉnh nguyện thư gửi đến Tòa Bạch Ốc yêu cầu bà lên tiếng can thiệp cho mẹ nấm đã được gửi mấy tuần trước. Sự kiện này chắc chắn đặt cho bà vào một cái vị trí khó xử nếu bà bước chân đến Việt Nam. Thưa quý thính giả, ngoài các sự kiện nêu trên, chúng tôi cũng đã nhận được một số thư của thính giả liên quan đến cái vụ hội cờ đỏ. Trong ấy có thư của ông Hữu Vinh ở Cửa Lò, Nghệ An. Ông viết như sau. Thật là kinh tởm khi thấy những kẻ hung hăng mặc áo đỏ, cầm cờ đỏ, trương khẩu hiệu đỏ, hô hào,
lên án các linh mục, các giáo dân, ngoài việc gợi nhớ lại cảnh tượng Hồng Vệ Binh thời Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, nó còn tương tự hình ảnh những bầy thú hoang ở Phi Châu lồng lộn, rười đuột con mồi. Tôi không thể tưởng tượng nổi vào thế kỷ thứ 21 này lại còn có cái cảnh tượng như vậy. Thưa ông Hữu Vinh, vâng, nhận xét và cảm nghĩ của ông cũng là nhận xét và cảm nghĩ của bao nhiêu người dân khác khi chứng kiến cái sự việc này. Rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã lâm vào cái ngõ cụt trước cái sự chống đối của người dân, nên đã phải áp dụng một cái phương thức đàn áp và chống trả quá hạ sách như vậy. Cách thức này chẳng những đã không giúp cho Cộng sản Việt Nam khắc phục được cái sự chống đối của dân chúng, mà ngược lại, nó chẳng khác nào như đổ thêm dầu vào lửa để mau chóng thiêu rụi cái chế độ hèn với giặc ác với dân này. Một sự kiện khác cũng được quý thính giả nêu lên với chúng tôi, đó là bài phát biểu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày 5 tháng 11, đánh dấu 100 năm cuộc cách mạng Nga năm 2017. Trong ấy thư của ông Lê Kim Long ở Cao Bằng, ông viết như sau: trong khi ngay cả ông Putin của nước Nga cũng xem biến cố 1917 là thời kỳ bi thảm của nhân dân Nga, thì theo cái truyền thống nhà nước, ông Trọng lại tuyên bố nguyên văn như sau: tư tưởng vĩ đại cách mạng tháng 10 Nga về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người mãi mãi ngời sáng nhờ ơn sâu sắc cách mạng tháng 10 với những cống hiến vô giá của nhân dân Liên Xô đối với nhân loại. Rõ ràng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lú lẫn nặng rồi. Thưa ông Long, theo chúng tôi, ông Trọng đã cố tình lú lẫn như vậy, bởi vì nếu ông cũng tuyên bố như ông Putin, thì Đảng Cộng sản Việt Nam do ông cầm đầu đâu có còn lý do gì để tồn tại. Nói cách khác, chủ nghĩa Cộng sản thể hiện cụ thể nhất là cái cuộc cách mạng Bolshevik tháng 10 năm 2017 ở Nga, là cái chỗ dựa mà tập đoàn ông Trọng dùng để biện minh cho cái sự thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp tạo nên cái tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam để nắm giữ độc quyền làm chủ nhân ông đất nước tuyệt đối và vĩ viễn. Vì vậy, nếu phủ nhận cuộc cách mạng này thì chẳng khác nào sổ toẹt cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, vì thời giờ có hạn, chúng tôi buộc phải chấm dứt Mục Trả Lời Thư Tín tại đây. Xin hẹn quý thính giả vào Mục Trả Lời Thư Tín lần tới. Trân trọng kính chào và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Đặng Giang, Quản nhiệm Đài. Trước khi chia tay trong buổi phát hành tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Huỳnh Duy Thức, sinh năm 1966, bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2009 với bản án 16 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.